ngày 25 tháng 10, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Phan Thị Thu Trang, sinh năm 1990, ngụ quận 5, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, Trang sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như Phan Thu Trang, Phong Thủy Tâm Linh, Phan Thu Trang để tìm người có nhu cầu xem bói. Khi có người liên hệ, Trang lợi dụng việc xem bói để bịa đặt ra các câu chuyện mang tính tâm linh để các bị hại lo sợ. Từ đó Trang yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để cúng lễ giải hạn, cúng hóa giải bùa, vong. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Trang dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền Trang chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 28 tỷ đồng.